Thôi gãi xào quá vậy ba. Nặng quá gãi xào. Nãy giờ quên bấm nút quay. Không nổi ra chặt nữa. Đây là chặt về. Còn quay nữa. Trời chặt mưa luôn. Tội ông nội. Trời mưa ông nội đi chặt luôn đủ chặt giờ. Sao mì. Hôm nay mẹ cho hai một măng về, mà nội đang luộc cho con chút nhắc mấy trên về trên nè. Nè, gà. Bên trên ghế. Ăn thịt gà. Nay mà cả nhà ăn bánh trung thu nha. Cả nhà ơi, đây ông nội đứng đón rồi kìa bác. Mở cửa ông nội đón kìa. Cá kìa kìa. Cá kìa kìa. Đó, tới rồi. Tới rồi bơ ơi, mang dép vô bơ. Tới rồi, ông nội đứng đón nè. Ừ, đó mét. Mét ông nội nè. Mang dép vô. Mang dép kia đâu. Đâu mang dép. Mét ông nội. Dục chiếc hồng ra coi. Mét ông nội chích ngừa đau quá à. Bữa nay bà nội đâu à, ông nội đứng đón à. Chết đau quá hả con. Ba dép bắp, mang dép vô bắp. Mang dép vô. Ừ, đây. Mang dép vô. Đau quá. Đau quá. Rồi. Rồi, chị hai. Mở cửa cho chị ra. Rồi, đi rồi. Được, chị hai của tôi đây. Rồi, xuống. Vô sản rồi. Ba lô đem đi chưa? Đây. Có mẹ. Ba đứa. Ba đứa, mỗi đứa hai mũi. Chích hết tiền luôn. Hết tiền đưa bà nội đám cưới luôn rồi. Đứa hai mũi. Ủa, Út đi làm hả? Ờ, Út đi làm, vô con, vô con. Ủa, ai cái bà đồ ta. Mặc đồ cặp. Để, Út hôm nay đi làm mà tăng ca rồi, hai chim. Nay còn đi làm hả Đào? Trời ơi, à.
thấy con cái đi lại liền à. Em mèo dừng té nha con. Em mèo đi học bài hả? Trời ơi, thôi khui con bịch được à. Đây mẹ khui cho con bịch ăn thôi. Ba đứa ăn hết rồi khui nãy. Về là bà nội cho bánh liền luôn á. Bà nội chuẩn bị sẵn bánh. Đây, nè bác. Nè. Ủa, đu đủ chết luôn rồi, ăn cây nữa hả mẹ? À. Mẹ. Thôi. Gì? Lấy gì? Lấy khăn chậm phải không? Rồi mẹ lấy cho. Ngáp. Nè. Chậm được không? Tội không? À, chậm nhẹ thôi không sao nữa. Trời ơi, để về nhà mẹ sức hút. Trời ơi, nó đi học. Đi học bị bạn xô, bạn hiếp. Quá chừng, thấy vậy mà quá chừng luôn. Nhiều ghê luôn. Bằng nào ba cũng cho mấy hoài á. Ừ. Dạ cũng chia rồi cho anh Phố rồi cho dì Sáu rồi bớt. Dạ. Dạ. Ồ ơi, đây đây có chú già nữa. Trời ơi, vườn chuối của ông nội nay thu hoạch được quá trời quá đất. Mưa rồi. Quá chừng lúa này chắc cầu ba hoài á ba. Dạ. Quá trời. Mưa. Trời từ ơi té. Trời ơi anh bắt anh thắt tình cảm dữ không? Ô trời ơi. Ừ, thương em nha. Coi chừng nó đá ơi bài. Cà cà phê mất tiêu. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Nó bên mình rồi hả? Cha đâu? Nghe. Nghe alo hả? Cu con bê, rồi ở nha. Chim. À, con gà chứ không phải con chim. Chú. Ừ, con gà. Gà kêu. Chú. Đang mì. Vậy nay phải cho hai bột măng thì bà nội đang luộc cho con chút nhắc mấy cho về trời ăn. Ôi vậy hả mẹ? Măng đâu mà chị hai cho mẹ? Bà mua. Trời ơi. Mua cho làm chi? Hôm bữa nhà con nhiều lắm. Tại vì nhà chị của con á, bà nhà bà có măng nhiều lắm. Trời ơi, bà cho quá chừng luôn. Bà luộc bà kêu mẹ nó thôi để luộc sẵn để ngày trời thôi nó không luộc. Thì luộc sẵn rồi. Cho đâu mấy chục ký nhà con. Mua cho dữ. Dạ, nhà báo có nhiều á. Bả luộc sẵn luôn.
ba mẹ ăn luôn. Ăn đi, bà lấy chén rồi. Con xuống ăn xong rồi lên cho tô màu, ăn xong rồi kiếm màu giờ rồi mất mất tiêu rồi. Đi vô con. Đau lắm con gì? Nè. Ăn nè, đi xuống đây nè. Xuống đây ăn đi con. Xuống đây ăn bún, ăn mì nè. Nè, gà. Bên trên ghế. Ăn thịt gà. Có sao không? Thịt gà có da nè. Nè, đi xuống đây ăn. Mê da. Đây. Bé gì bé ăn con. Giờ ăn thịt gà đi, chiều gặm xương. Bà nội hầm cho giò heo ăn à. Trời ơi. Bà nội cưng cháu gái quá. Giờ cho ăn thịt gà. Giờ ăn thịt gà đi. Ừ. Xuống ăn đi mèo. Ba mẹ đào ăn luôn. Xuống ăn đi mèo. Trời ơi chấm luôn nè. Phải chừng cay nha. Chị he. Rồi em bơ. Anh Thắc ăn không? Anh Thắc ơi. Không cay hả? Ừ, chấm ít ít thôi. Mẹ hay co ớt á. Nhà không có ớt thì đi. Rồi, mời cả nhà ăn cháo gà với bún xào với gia đình mình nha. Ăn đi trà ngủ. Ốc là ăn nha trà. Trời ơi, nó hay quầy nó sợ. Đi ra. Đi quầy. Ủa đợi đâu rồi bà ăn tại vậy? Đi. Ra ngoài con. Vàng gì ha? Đi ra. Nè 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 bà biểu. Ủa mát kìa. Nhỏ thành phố, ủa chứ không lạnh lên được. Ở trường ốc anh chưa mấy rồi. Nay xuống thành phố ba nó chở đi xuống 15 luôn. Ở là tức ra lạnh hơn 2 triệu luôn phải không em? Dạ. Tức ra con lạnh hơn 2 triệu. Vậy ngon rồi. Mình ra mình em. Rồi tập của vợ quá. Nó mới có 3 hả? Trời ơi, nó học lớp 10. Ủa này gần nhà hả mẹ? Gần nhà không? Trời ơi, mới mở con, mở người nó học mà nhà quá. Mấy cái giờ người ta đổ bữa. Ngon rồi. Đây mời cả nhà ăn nha. Gà ta thả giường. Ủa? Bếp đi ăn xong chưa? Ăn cái giò xong chưa? Chưa. Chưa thì thằng chạy đâu rồi? Ngóng kiểu ăn vừa con. Ơi, đừng ơi. Cho nó miếng thịt khác hay là nó đòi ăn đi. Dạ, nó ăn ăn đi con. Ăn mà ăn. Dạ, con ăn đi. Ăn ăn con nữa ăn. Ăn đi rửa tay. Ăn đi ăn đi rồi tụi tay không tiếp.
Con bé ơi. Ngon quá. Bà nội làm gỏi với nước mắm ngon quá. Này da nữa nè. Da da nha. Đi ăn cơm gì ạ? Cơm gì ạ? Cơm gì ạ? Cơm gì ạ? Đây là chùi đó. Chùi đó. Ơi. Mẹ làm nước mắm ngon. Đấy con ngồi đây con. Ơi. Chùi đó. Đi sạch. Ơi. Ăn gì nữa? Con ăn gì nữa? Ăn gì? Ăn gì? Con ơi, cảm tức. Có phải mặn rồi. Con bé này nhỏ nhỏ kiểu đỡ. Bé nó thích ăn gì cho nắm. Hay lấy cái xương đi cho nó gặm chứ. Không ăn nữa. Không ăn nữa hả? Không ăn cháo luôn. Ăn miếng là chảy hết à? Có còn nữa nữa nè. Muối gì? Miếng mì nè. Gọi ăn nhanh hả? Không tư hình bài nè. Cái gì chứ ăn phải nhanh chứ. Cảm ơn con. Chà nè anh Giang ngon ghê luôn. Xuyên chắc thịt luôn. Ăn gì vậy? Thôi đừng thôi. Thôi. Nó bé rồi mà ấy đâu à, kia kìa chứ đâu người sạch mà đây. Dễ thì Thiên Phương cấp 1 à. Cấp 2, cấp 3 thôi thôi thôi. Nó rồi. Nó đóng mà ăn. Thôi nhảy cơm lắm thôi. Dạ. Được rồi. Ăn mấy rồi rồi. Này có bả với em đào nhé. Thôi ăn ăn rồi rồi, rồi lấy bún không à, bún với gà ăn này nó không có thịt. Cha ăn thịt không con? Thịt không thịt. Của nhà của mình có cái để tin đó thôi à. Đâu có ai ăn đâu. Bán vốn gì rồi sao không có. Bán vốn gì rồi sao không nợ không hết. Thế nha con. Mấy đủ đuổi giờ bà nội thấy sớm mà nhắc để quên. Nhắc đi quên. Giờ chắc gần 12 giờ. Mà anh giờ cao quá à, sao hát nè. Dạ. Ai chiến thắng rồi? Không. Mama. Ta chừng té nha. Chiến thắng rồi. Yeah. 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 Ở đây con gì Út? Con thỏ sắp. Hả? Sắp. Phải không? Con sắp. Con này không phải con gì á. À con biết rồi, cái này là con sóc. Nè gửi ra đây. Vậy hả? Nè, cầm đi cầm. Con gì mẹ không biết luôn, giống con hổ á. Con sóc mà. À. Cái đó cái nó mua. Dạ. Hồi đó cũng mua cho Min cái mà nó làm rách rồi cái dục à. Nhiêu tiền cái vậy á? Dạ, hình như 30 ngàn hay gì á. Chưa chưa. 30 ngàn cái. Trả cho đứa đẹp nè. Thôi im lặng. Cái đầu bầu tóc rối. Con trai chảy là im ghê thấy không? Bơ, trời bơ. Mình chảy đầu nó cũng khó nữa. Bởi vậy không chịu cột tóc luôn. Cột cho nó quen. Đi học phải cột lên, không cột cô la. Đâu có cột đâu, nó không chịu cột. Không có cột. Nằm trước không? Nằm trước. À, coi Út nằm nè. Út nằm. Con xích chiến thắng. Út chơi. Con chiến thắng rồi nha. Coi sao không? Con chiến thắng rồi. Này hả? Này đó.
Coi chí hắn rồi nha. Này hả? À, này ảnh xuống coi ảnh mảnh xuống. Mảnh xuống rồi nha. Ừ rồi chí hắn. Con lấy mảnh xuống. Đúng rồi, mảnh xuống rồi, nó xuống rồi. Rồi xong. Giống như bữa con bóp vậy. Rồi, hoàn thành xong. Út cũng xong rồi. Dạ. Anh Tấn đem về 4 cái. Cái gì cho bà ngoại 1 cái, còn 3 cái sẽ ăn. Còn 2 có. Không, chắc mẹ con chừa cái đó cho mấy đứa thằng bôi được. Hai như em. Dạ. Thì cũng có sẻ cho mẹ ăn thêm. Đây, Út đào có không? Út thì được 4 cái, Út đào 4 cái luôn. Dạ. Công nhân, công đoàn cho Út thì ngóc vô công đoàn là cái tại vì biết sao em như cái bà rồi, cái bà đó chiếm 4 cái. Chiếm hắn rồi. Ngóc vô công đoàn. Thấy đẹp trai quá. Như đi ba cho. Thấy đẹp trai quá ưu tiên nữa. Rồi, ăn bánh tráng muối nha cả nhà. Đó, thích ăn bánh tráng muối chơi chơi vậy á. 1 2 3 1 chấm ăn. Rồi đó. Rồi, cho mẹ. Đây ngoài trời đang mưa nha cả nhà. Mưa 5 gram. Một, hai, ba, đắp đồ ăn. Là ba lá nhọn nhanh. Thôi chừng tế nhau. Một, hai, ba, ăn nha. Về bà nội là sưu tầm đủ món hết. Ông nội hái hết đủ. Không, từ từ hái ba. Còn mưa 5 gram. Có từng con ngựa. Ông nội hay đu đủ. Thôi. Thôi, ướt gãi xào quá vậy ba. Một ăn gãi. Nặng quá gãi xào. Thôi hái trái bỏ xuống. Nặng quá. Ồ trái đu đủ bự ghê luôn. Trái đó cắt 2 kg. Bự ghê. Thấy trên cao vậy mà hái xuống hay bự. Hai tấn bự luôn. Hả? Đâu có hỏi cây kia nó gồng đầy nhóc gốc luôn mà chết. Hả? Nó đi si cây rồi. Cái chắc... này hỏi tính đực mà rốt cuộc giờ bắt trái. Dạ, chắc nhiều trái quá nó mất sức thì sao. Nó bị gì á. Dạ. Ta càng ngày càng cao nó nặng lùn rồi. Anh lùn là cây chết gắt. Rồi, cho anh bắp ăn với bơ. Ủa kìa, nó không khỏe. Bắp nó kén lắm. Nó phải ăn cái đó. Về bà nội sưu tầm đủ loại bánh kẹo hết nè. Đồ chơi. Để dành cho cháu nội ăn hết rồi. Bà nội mua sẵn hết nè. Đợt thì bánh mì con vặt. Đủ con vặt. Bà nội nó có lên chợ, chứ tới lên chợ. Tại vì chừng lại nó bán ở ngày chủ nhật. Rồi ha. Nhúng vô. Nhúng vô à. Anh Thắc. Anh Thắc đem gì qua hả? Anh Thắc đi học hả? Dạ nó cái ăn nó không biết ăn. Chơi không biết ăn. Có ăn Minh ăn nữa ăn đi để em nó dọc không? Minh vào 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 chứ không thèm ăn. Ăn nữa. No rồi. No xong chút đói. Anh Thác ăn không? Nó ngậm vô bé mép mình nước con. Ngậm vô bé mép mình nước.
Nè, sao hai bình chứ à? Bình dâm bắt chứ sao? Nè, chịu đâu? Bà nội đủ thứ ăn vặt á. Tự biết lọt à. Giỏi dữ à. Nhãn là nó khoái ăn á. Lâu lâu cha đem ăn thái. Tự biết lọt rồi kìa. Hát cái hộp với cô. Ai ai, bỏ dép ra con. Cháu con. Con gái. Ba uống đi ba. Mẹ uống mẹ ơi. Mẹ uống cho mát. Mẹ uống nước dừa ấy mẹ. Nè mẹ uống đi. Nhiều uống mẹ uống đi. Mua được giảm còn ngon mà cứ giảm nó hột nè. Nhãn tiêu phải không? Tiêu hột nó nhỏ.
luôn. Để mình đi ủi nước. Dạ anh để hai là dạ xương mấy nước thì mẹ đi nấu canh cái gì nấu canh canh cải ở bên đây hình như mẹ hay ăn canh cải bẹ xanh đúng không? Cải bẹ xanh thì ngọt. Ủa mà hình như là có bầu hay là xanh xong gì là người ta hạn chế ăn canh cải phải không mẹ? Cái hồi của mẹ là ăn khá lạ, giờ ai biết. Vậy hả? Dạ ăn gì lúc quay trên mạng ăn được không? Chết. Con nhớ là hình như xanh xong á, ta ít ăn canh cải. Sợ đó, nó tiểu. Mẹ chỉ cử canh chua thôi. Còn canh gì ăn cũng được hết. Sợ nó tiểu đắt nhát thì sao? Canh chua là người ta nói nữa, mình ngồi lâu đái đó chứ trình muốn gì. Bà cố thì sống, bà lấy tao bè ăn canh chua, người ta ngồi lâu đái. Canh cải như sao? Canh cải thì không biết. Bà nội là dự trữ đủ thứ bánh đó. Kho bánh giống bán tạp hóa luôn. Kho bánh xin nhắc cái này muốn giòn để tủ lạnh đó hả mẹ? Để tủ lạnh nó giòn hơn, để hoài nó vô gió nó mềm. Đào để mấy buồn qua nó hồi đi về ăn này mà nghĩ ăn cơm luôn. Ăn bánh chưa? Chưa. Ăn đi. Dạ. Để vô cái đậu chứ. Tạnh mưa. Sao cơn mưa trời lại sáng? Cơn mưa đi trời. Sấm chớp ầy đùng. Con gà ăn gái. Cha vừa nhờ rồi đứng quạt cho ba ngủ luôn kìa. Rồi bánh nhân thập cẩm. Bánh trung thu. Bữa nhà ăn hết rồi, nhà còn ăn hết, không có quay. Dạ. Đây, mời cả nhà ăn bánh trung thu nha. Hôm bữa nhà ăn ăn hết rồi, không có quay. Hết phòng họp à. Đi qua ghét à, bác hai sợ luôn. Đây mời cả nhà ăn bánh trung thu nha. Ăn bánh trung thu nè mèo. Ăn không? Bánh trung thu nè. Ăn đi. Cầm đi. Chết mì hả mẹ?
Ở nhà mà cũng ăn mì ly nữa hả? Cái mì. Nhà cũng ăn mì ly. Mì ly mắc hơn mì bình. Mì. Có biết mì không? Mì. Ủa sao mẹ đổ nước kia hả? Mẹ phải thủ từ 1 phút rồi. Chút nữa. Có thể mờ mờ khi gặp gì vậy? Ở đây chứ... vậy là mừng lắm đó nha. Dạ. Rồi nhiều lớp thì ngay còn mệt. Nấu mì. Dạ. Nấu mì. Trời dành dữ rồi ta. Nấu mì. Nấu mì. Cúc Giang ngồi ăn mì không? Ăn mì không? Ăn mì không? Mì. Không. Nấu mì. Mì ăn. Tạnh mưa rồi. Đây quạt cho ta ngủ đi. Đi ha. Đứng quạt cho ta ngủ mũi cắn mình thấy bà luôn. Đứa nào làm xiên, tập cho làm xiên đi. Ủa này có nóng lạnh không mẹ? Cái bồn này có nóng lạnh không? Nó có một cái à, lúc nào mình ra mâm mâm gì. À. Cái cho mâm mâm vậy, không biết nóng lạnh không? À. Này trời tạnh mưa rồi. Đây dừa. À, chị Tư. À nè, đây cây lộc vừng nè. Này cũng lộc vừng phải không? Còn cái xuồng không ta? Xuồng đâu rồi? À. Vô nước. Dừa này cũng ngon ghê nè. Đây cũng có mấy cây dừa nữa ha. Nè, mấy cây dừa gian là chuối. Trồng mấy cây này cho nó giữ bờ. À. Không nó lọc, nó sạt, cái này sạt lắm. À. Phải lùi lại ha anh. Lùi lại. Đây té con cái đường nó hụng xuống quá trời luôn. Năm. Chỗ này hồi nó đổ cao lắm mà giờ hạ xuống. Bông hoa. Mì chạy. Dạ. Khoai mì. Ngon.
Ừ, có con chó con. Không, mua đen hở rúng. Mua đen lòi rúng. Dạ. Thì mà thấy người ta bạn áo tự nhiên đập phép đây đó. Nó sáu bước tinh mà nó rất thích luôn. À, em mèo nãy giờ ngồi đây quất hết tô mì đúng không? Cơm chiều nha, mình ăn cơm chiều rồi mình về nha cả nhà ơi. Trời mưa rồi mọi người ơi. Bye bye mọi người, giờ mình về nha. Mình về luôn ba. Mẹ bên đầu nó mưa, không có ra đi. Trời luôn mẹ. Hết đồ chưa? Ủa chữa rồi, cô nhớ tao để sao? Dạ có để rồi. Ừ. Rồi. Bye bye. Bye bye.